Hello mọi người, mình là Super đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Sau khi update thì đã có thêm hai con tướng mới, một con tướng tím và một con tướng cam. Con tướng cam này thì nó sẽ có tên là Rana Brock, còn con tướng tím này á thì nó sẽ có tên là John Ironside. Này mình đọc đại thôi nha các bạn. Bây giờ mời các bạn hãy cùng mình đi phân tích và đánh giá xem là hai con tướng này nó mạnh như thế nào, và các bạn có nên đầu tư chọc tím hoặc là chọc cam vào hai con tướng này hay không nha. Trước tiên là về con tướng tím. Con tướng này á là nó có 3 táp: bộ binh, chinh phục và kỹ năng. Đối với ba cái táp này thì các bạn có thể nâng bảng talent của nó giống như là con tôm tử vậy đó các bạn. Các bạn có thể nâng full nhánh bộ binh cũng được, hoặc là nâng full nhánh kỹ năng cũng được. Bây giờ mình sẽ vào trong review từng skill một nha. Skill đầu tiên của nó nè, gây sát thương trực tiếp là hệ số 500 và tăng sát thương kỹ năng nhận vào thêm 10% trong 3 giây. Nếu như mà các bạn nâng mát được hết luôn thì hệ số của nó sẽ là 700 lận. Đối với cái hệ số sát thương này thì mình thấy nó không có nhiều. Cho dù các bạn nâng nó mát luôn thì nó cũng chỉ có 700 hệ số sát thương thôi. Nhưng mà được một cái là nó có thêm một cái debuff là tăng sát thương kỹ năng nhận vào của kẻ địch đi thêm 15%. Trong 3 giây là đủ thời gian để cho con tướng phụ ra skill rồi. Ở đây nó ghi là sát thương kỹ năng nha, tức là nó chỉ tăng cái đam đỏ thôi nha, còn đam trắng là nó không có tăng nha. Ngoài ra các bạn để ý là ở trong cái bảng talent của táp kỹ năng, nó sẽ có thêm một số điểm để tăng sát thương kỹ năng của tướng phụ lên nữa. Đây mình vô trong tôm tử cho các bạn xem nha. Ở trong những cái điểm của cái táp kỹ năng này nè, nó sẽ có một số điểm như là điểm thanh khiết nè, sẽ tăng sát thương kỹ năng lên 6% trong 6 giây kế tiếp nè. Rồi điểm tinh thông chiến thuật nè, cũng tăng thêm 3% sát thương kỹ năng gây ra nè. Rồi điểm mọi người vì một người nè, sau khi chỉ huy trưởng sử dụng kỹ năng thì sát thương kỹ năng chủ động của chỉ huy phó được tăng thêm 6% nữa nè. Cho nên là cái debuff ở trong skill đầu tiên của con tướng này nó kết hợp rất là tốt với lại những cái điểm ở trong cái bảng talent của táp kỹ năng. Skill tiếp theo là skill tấn công thành phố nha. Khi các bạn tấn công thành phố thì sẽ nhận được tấn công tăng thêm 15%. Còn nếu như các bạn đánh ngoài đồng không có tấn công thành phố thì nó sẽ không có cái buff này nha. Ở đây nó ghi rõ là tấn công thành phố luôn. Cho nên là nếu như mà các bạn tấn công những cái công trình như là pháo đài hoặc là cờ hoặc là đèo đồ á, mình nghĩ là cái skill này nó sẽ không được kích hoạt. Nó chỉ kích hoạt khi các bạn tấn công thành phố thôi. Skill tiếp theo là đơn vị bộ binh do chỉ huy này dẫn đầu được tăng thêm 10% tấn công và 10% phòng thủ. Cái boost này cũng khá là ok. Rồi skill tiếp theo là đoàn tấn công thường sẽ có 10% gây thêm sát thương cho mục tiêu, hệ số là 800. Skill này có thể kích hoạt mỗi 5 giây một lần. Nếu như mà chỉ có skill đầu tiên này thôi thì cái hệ số dam của con tướng này nó không bao nhiêu hết. Nhưng mà có thêm cái skill này nó sẽ bổ trợ thêm một cái lượng dam đỏ khá là ổn định cho con Ironside này. Tuy nhiên skill này nó không phải lúc nào cũng ra được, chỉ có 10% thôi. Nhưng mà 10% ở trong cái game này là nó cũng ra khá là nhiều rồi đó, chứ không phải ít đâu. Mình thấy là chỉ có rèn trang bị á, là cái 10% thành công của nó rất là thấp. Còn đối với những cái skill này á, thì mình thấy 10% nó lại ra khá là nhiều. Rồi skill cuối cùng, skill này sẽ là skill boost lên của cái skill đầu tiên. Thì nó tăng thêm hệ số dam là từ 500 thành 700. Nếu như mà các bạn chưa mát á, thì nó chỉ có debuff một mục tiêu thôi. Còn sau khi mà các bạn kích hoạt được skill cuối này rồi, thì nó sẽ debuff là hai kẻ địch ở trong phạm vi hình quạt ha. Và cái sát thương kỹ năng nhận vào từ 10% nó sẽ tăng lên thành 15%. Thời gian thì vẫn vậy, vẫn là trong 3 giây thôi. Tổng kết lại thì mình thấy con tướng Ironside này nó cũng khá là ổn rồi. Nó chỉ là một con tướng tím thôi mà, nhưng mà bộ skill của nó được như thế này là cũng rất là ok rồi. Mặc dù hệ số dam của nó không có quá cao, nhưng mà nó có cái táp kỹ năng. Thì ở trong cái táp kỹ năng này nó sẽ giúp cho các bạn boost được cái dam đỏ của con tướng phụ rất là nhiều. Các bạn có thể cho con tướng này làm tướng chính kẹp với lại một con nào đó nó đam thật là to ở đằng sau làm tướng phụ cho con tướng này. Cộng thêm với việc là nó có thêm cái debuff này nữa nè. Cho nên là các bạn cứ lựa chọn những con tướng nào có dam đỏ hệ số thiệt là cao làm tướng phụ cho con tướng này, để khi mà con tướng phụ của các bạn ra skill á thì kẻ địch đã bị nhận cái debuff là tăng thêm sát thương kỹ năng lên 15%. Đối với con tướng này á, các bạn muốn sở hữu nó thì các bạn có thể thông qua mở chì ở trong quán rượu nè, rồi chinh phạt nè, thỉnh thoảng nó sẽ có ở trong cái cửa hoàng huy chương. Đây có nghĩa là lâu lâu á nó sẽ xuất hiện ở đây, hoặc là lâu lâu nó sẽ xuất hiện ở những cái tượng ở chỗ này. Ngoài ra là các bạn có thể tham gia sự kiện để có thể lấy được tượng của chỉ huy này. Cái sự kiện này nó sẽ diễn ra trong vòng 7 ngày ha. Các bạn cứ hoàn thành hết những cái nhiệm vụ ở đây. Mình đọc sơ qua hết rồi, nó không có khó đâu. Các bạn cứ từ từ mà làm thôi. Thời gian của nó có tới hơn 7 ngày luôn. Các bạn làm hết thì các bạn sẽ nhận được một cái chuyển đổi nền văn minh nè, rất là ngon luôn. Các bạn có thể đổi sang nền văn minh Viking để trải nghiệm thử. Mình sẽ làm một cái video clip về cái nền văn minh Viking sau.
ở trong video clip này mình sẽ review tướng trước đã. Ngoài ra đối với những bạn nào chơi ở Kingdom mới, nếu như mà các bạn chọn cái nước Viking này thì nó sẽ cho các bạn một con tướng phi luôn. Rồi tiếp theo sẽ là con tướng Rana Lorprop nha. Đối với con tướng này á, thì nó có 3 cái táp, khả năng lãnh đạo, đang chinh phục với lại tấn công. Táp tấn công với lại táp khả năng lãnh đạo thì mình đánh giá nó không có cao lắm. Tại vì đối với cái táp khả năng lãnh đạo này á, từng cái điểm nhỏ của nó chỉ tăng thuộc tính cho các bạn bằng một nửa so với lại cái táp chuyên về bộ binh, kỵ binh hoặc cung binh. Cho nên là con tướng này á, nó thích hợp làm tướng phụ hơn là làm tướng chính nha. Tướng chính á, các bạn nên chọn những con tướng nó có chuyên về một cái nhánh nào đó, bộ, kỵ hoặc cung. Vậy thì nó sẽ có lợi hơn. Rồi bây giờ vào review skill của con tướng này ha. Skill đầu tiên của nó là đội quân do chỉ huy này dẫn đầu được tăng thêm 30% sát thương và giảm đi 15% sát thương nhận vào trong 4 giây. Cái skill này á, nó khá là giống với lại con Caesar thì phải. Đây cái skill đầu của con Caesar nè. Tấn công phòng thủ được tăng thêm 20%, rồi sát thương gây ra cũng được tăng thêm 30%. Nó không có giống hoàn toàn nhưng mà cái kiểu của nó, cái phong cách của nó khá là giống với lại con này. Ngoài ra cũng có một con giống tương tự như vậy nữa, đó là con SCBO nè. Nó cũng vậy nè, sát thương phải chịu giảm đi 25%. Ngoài ra thưởng sát thương phản công 25%. Skill nó không giống hoàn toàn nhưng mà cái kiểu cách của nó khá là giống nhau ha. Rồi skill tiếp theo là tấn công được tăng thêm 20%, đòn tấn công thường có 10% cơ hội, giảm đi 20 hiệu ứng chữa lành của mục tiêu trong 3 giây. Nếu mà nâng mát thì sẽ là giảm 40% hiệu ứng chữa lành ha. Rồi hiệu ứng này có thể kích hoạt mỗi 5 giây một lần. Mình thấy là càng về sau có rất là nhiều những con tướng nó giảm hiệu ứng chữa lành của mục tiêu đi. Cho nên là các bạn chơi càng về sau thì những con tướng hồi máu nó sẽ càng ngày càng bị lép vế. Ví dụ như là con Richard hồi máu rất là nhiều luôn. Rồi con Zenobia cũng hồi máu rất là nhiều. Nhưng mà càng về sau đã có rất là nhiều con tướng nó giảm khả năng hồi máu của các bạn rồi. Giống như con Saladin cũng giảm hồi máu nè. Con Alex cũng giảm hồi máu nè. Đặc biệt là con Ramses là nó miễn luôn cái khả năng hồi máu của các bạn ở trong 2 giây. Nhưng mà đỡ một cái là skill của con tướng này nó chỉ có 10% cơ hội xảy ra thôi. Skill tiếp theo là đội quân do chỉ huy này đứng đầu được tăng thêm 10% sát thương khi tấn công thành phố. Cái skill này cũng vậy nha, chỉ khi nào các bạn tấn công thành phố nó mới có tác dụng thôi. Rồi skill tiếp theo là năng lực đội quân được tăng thêm 10% khi chỉ huy này phát động một cuộc tập hợp, tức là làm khi rally đó các bạn, thì sẽ được tăng thêm 10% năng lực đội quân nữa. Vậy là tổng cộng các bạn tăng được 20% năng lực đội quân khi các bạn phát động một cái rally. Rồi skill cuối cùng sẽ là skill boost lên của cái skill đầu tiên. Cái sát thương sẽ được tăng lên từ 30% tăng lên 40%. Và cái sát thương nhận vào cũng là từ 15% tăng lên 20%. Thời gian được tăng lên từ 4 giây tăng thành 5 giây. Ở đây nó ghi là tăng 40% sát thương gây ra, có nghĩa là cả đam trắng và đam đỏ nha các bạn. Và ở đây nó ghi là giảm 20% sát thương, tức là tất cả các loại sát thương luôn. Thực ra thì theo mình đối với những con tướng có cái kiểu giống như thế này, mình khuyên là các bạn không nên đầu tư chọc cam vào. Đặc biệt là đối với F2B hoặc là những bạn nạp ít, không có điều kiện kiếm chọc cam nhiều thì các bạn không nên đầu tư vào những con tướng này. Đối với những bạn nào F2B hoặc là nạp ít á, thì các bạn nên tập trung vào những con tướng. Nếu như mà các bạn chơi chuyên bộ á, thì các bạn nên tập trung vào Alex nè, Quang Vũ nè, Leonidas nè. Còn đối với những bạn nào chơi chuyên cung á, thì cứ Saladin, Takeda, William đó. Còn đối với những bạn nào chơi chuyên cung thì Jisonggi, Ramses, Artemisa hoặc là Nebu. Các bạn nên tập trung vào những con tướng đó hơn là tập trung vào những con tướng có táp khả năng lãnh đạo giống như thế này. Và mình thấy một điểm chung ở hai con tướng này là cái skill boost này nè, nó chỉ xảy ra khi các bạn tấn công thành phố thôi nha. Ở đây nó ghi rõ ràng là chỉ xảy ra khi tấn công thành phố thôi. Còn khi mà các bạn muốn thực hiện nó đi chiếm đèo hay là chiếm cờ, đánh pháo đài rồi này nọ thì các bạn dùng những con tướng này nó sẽ không có boost gì hết nha. Mình không biết ở đây là do lỗi dịch thuật hay như thế nào, nhưng mà nếu như nó chỉ ghi rõ như thế này là chỉ xảy ra khi tấn công thành phố thôi thì mình nghĩ là tấn công đèo với lại cờ nó không có tác dụng đâu. Đối với con tướng tím này, nếu như mà các bạn muốn trải nghiệm tướng mới thì các bạn có thể đầu tư chọc tím vào con tướng này. Tại vì chỉ cần các bạn chơi siêng năng khoảng trên dưới 250 ngày thì các bạn sẽ max skill những con tướng tím thôi. Sau đó các bạn sẽ dư rất là nhiều chọc tím. Cho nên là đối với con Ironside này thì chắc chắn là các bạn nên max skill nó đi. Nó không có tốn của các bạn quá nhiều chọc tím đâu. 450 hoặc là 440 chọc tím là các bạn có thể max được skill của con tướng này rồi. Nhưng mà đối với con tướng cam này thì mình khuyên là các bạn không nên đầu tư ha. Các bạn có thể sở hữu được con tướng cam này thông qua quán rượu nè, mở chì vàng nha. Ngoài ra ở trong chinh phạt nó cũng là thỉnh thoảng sẽ có ở trong cửa hàng huy chương. Con tướng mới hồi nãy nó không có thay thế cho con tướng Athe nha. Nó chỉ nói là thỉnh thoảng có ở trong cái cửa hàng huy chương này thôi. Có nghĩa là lâu lâu á, khi mà các bạn bấm làm mới ở đây thì nó sẽ xuất hiện cái tượng của con tướng đó ở trong 6 cái ô này. Chứ không phải là nó thay thế cho vị trí của con tướng Athe nha. Các bạn đừng có hiểu lầm ở chỗ này.
Ngoài ra các bạn có thể mua cái gói huyền thoại phương Bắc này thì các bạn cũng có thể sở hữu được tượng của con tướng này. Nhưng mà bây giờ cái gói này chưa có mua được, chắc đợi thêm một thời gian nữa thì các bạn sẽ mua được thôi. Ok, thì video clip về review hai con tướng mới này của mình đến đây thôi. Nếu như mà các bạn cảm thấy thích video này, hãy để lại một like, share cũng như là subscribe kênh để ủng hộ cho kênh mình nha. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video clip tiếp theo. Bye bye.